Một tràng vỗ tay lớn lên nữa. À Minh ơi, Minh à, cái vụ gì? Minh đang làm gì ạ? Là đêm đó Minh nghe nè. Trời ơi, không thấy tôi đang quét nhà hay sao mà còn hỏi? Để tôi quét xong đi. Trời ơi, cái nhà mình á có cái trò chút xíu à, mà em tưởng đâu là cái biệt thự to lắm không bằng á. Là đêm đó Minh nghe nha lên Minh ơi. Thì cái nhà mình là cái túp lều lý tưởng mà em. Anh phải quét cho nó sạch sẽ, bóng bẩy thì mới là túp lều lý tưởng được chứ. Thôi mà, đàn ông gì mà kỹ quá à. Là đem nói mình nghe là Minh ơi. Chuyện gì? Em mới giá xong cái áo tặng anh nè. Wow, sao cỡ này giỏi quá vậy ta. Giá số đây bà con ơi, giá số đây. Còn một tiếng nữa sổ rồi, bà con mua giúp em tờ giá số không? Anh đẹp trai, mua giúp em tờ giá số đi. Số 10.000 trúng 2 tỷ, mua đi anh. Thôi, không có tiền đâu mà mua. Mày nhìn tao ở cái nhà như vậy, có tiền đâu mà mua giá số. Đi chỗ khác bờ đi. Đầu tư đi anh, mua tờ giá số 10.000 trúng được 2 tỷ, đổi đời, đốt bỏ cái chòi này luôn. Thôi, tao còn có 5.000 mà mua cái gì, thôi không mua đâu. Trời, anh khó quá, em qua chị đẹp gái này. Chị đẹp gái, mua giúp em tờ giá số đi, số đẹp luôn nè, 75, về già nha. Mua đi, còn tiếng nó sổ rồi. Anh bán vé số hả? Dạ, sao chị? Sao bán vé số mà đẹp trai quá vậy? Trời. Chị ra đây em nói nha, đi, ra đây. Nè, em nói nghe, còn số nữa nè, mua đi, giúp em. Mua đi, còn tiếng nó sổ rồi, trúng 2 tỷ đó. Nhưng mà em thích cái khác hả? Chị thích khác hay thích gì vậy? Em thích anh á. Hả trời? Rồi, bây giờ em nói chị nghe. Chị mua đi, chị trúng 2 tỷ, rồi chị muốn làm gì em cũng được chân á. Vậy hả? Vậy, em mua liền. Mua trả tiền. Tiền anh. Đầu tư đi anh, mười ngàn nha. Trả tiền anh à. Rồi, chúc anh chị may mắn nha, chiều nay trúng số liên hệ em liền nha. Trời ơi, còn có một tờ duy nhất em mới mua cho anh đó nghe, trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn anh chị nha. Vé số đây bà con ơi, vé số đi, còn một tờ duy nhất bà con ơi. Đó, bị nó lừa rồi đó. Mê trai, ăn được nó không? Thì em đâu biết nó lừa em đâu. Em mà mê trai á, em đâu có về ở với anh á, ở cái túp lều này đâu. Mộng vào hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm nước xây mình kết làm mảnh, rồi mình xin khóm chút xin chọc hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống số. Chiều ai mua vé số móc cây giò luôn nha. Hồi chiều anh chị mua tờ 75 phải không? Dạ đúng rồi. Hình như chúng động đất rồi nha. Đâu móc tờ vé số ra giò số nè. Thiệt không? Giò từng số nha. Đây Cần Thơ nè. Rồi nha. 6 có 8 có đem 4 không có 7 không. Trời ơi, chúng động đất rồi. Phải hồi chiều chị mua 3 tờ, chung 6 tỷ là chị lấy em về luôn rồi. Trời ơi, hồi sáng em nói em rồi mà. Em biết nó muộn là Cần Thơ là chắc ăn là chúng mà. Trời ơi, chúng số, rồi giờ làm sao anh? 2 tỷ đó, làm sao? Thì bây giờ lên tỉnh đổi số nè. Đi.
Trời ơi anh ơi, công nhận mua Đài Cần Thơ hơn dễ sợ anh ha. Ủa khoan, chị nói làm sao? Đài Cần Thơ đó. Đài Cần Thơ nè. Không, em đọc với giò đài Sóc Trăng mà. Ủa là sao? Vậy là lộn đài, không có trúng số rồi. Trời ơi. Em đi nha. Cái thằng này. Anh đẹp trai. Khoan chị ơi, chừng nào có 2 tỷ mới có em nghe. Giá số cũng có giá của giá số à. Nó mang cho mình tới sự thăng hoa rồi nó bỏ đi như vậy đó. Thiệt tình, dở mộng hết trơn hết trọi. Thôi mà, đừng có buồn mà, lỗi tại em hết trơn á. Thôi, nghèo thì nghèo á, nhưng mà em vẫn thương anh là được rồi mà, đúng không anh? Đúng rồi. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu anh. Nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, ok. Tình sau nghe em. Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Vẫn biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây. Nếu lỡ mai sau tình trôi vào đường cầu, tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi. Hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Tình là